Xin chào quý anh chị và các bạn, mình Hùng bên chuyên vật tư .com, một công ty chuyên cung cấp các loại vật tư phụ kiện đường ống và các loại van vòi. Trong các loại vật tư phụ kiện đường ống và van vòi thì công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại vật tư, chất liệu của nó bằng thép mạ kẽm, chất liệu của nó bằng đồng và chất liệu của nó bằng inox 304. Trong các loại van vòi thì công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại van như là van bướm, van bi, van cầu, van cửa, van một chiều. Thì mỗi cái loại van á, nó có quy cách, chất liệu và xuất xứ rõ ràng khác nhau. Mỗi loại van thì nó có giá thành khác nhau. Thì hôm nay Hùng xin review để giới thiệu với anh chị và các bạn một cái loại van, đó là cái van 3 thân, chất liệu của nó bằng inox 304. Và thông qua cái clip này, anh chị và các bạn thấy cái van này nó rõ ràng cụ thể như thế này. Và khi anh chị các bạn có nhu cầu mua thì anh chị các bạn liên hệ với công ty chúng tôi để nhận báo giá. Và nếu anh chị các bạn có quan tâm á, thì anh chị các bạn nhìn phía dưới cái video clip Hùng, nếu mà giá ổn định Hùng sẽ update giá ở phía dưới này để anh chị các bạn quan tâm theo dõi và so sánh giá. Thì trên tay của Hùng đang cầm một cái van, cái van đây là van 3 thân. Lý do của nó là 3 thân là khi chúng ta mở cái van này ra nè, mở cái bốn cái góc bu lông này ra thì cái van này nó sẽ rời ra 3 cái thân. Mỗi cái đường mà kết nối chỗ này nó sẽ có một cái râu anh chị các bạn. Sẽ một cái râu. Và cái van này á, nó cũng giống như cái van mà có ren, nhưng mà cái van này là van dùng để hàng trực tiếp, không có ren. Thì trong những cái loại van á, loại van để kết nối đường ống thì nó có 3 dạng. Một cái dạng á, là van dùng để vặn bằng ren, một cái loại van để mình hàng trực tiếp vào đường ống cố định. Thì cái lợi ích của cái van mà sử dụng mà vặn trực tiếp á, nó làm cho cái đường ống cố định và cái van đó nó không bị dao động và bị lệch anh chị các bạn, và nó không có cái dấu hiệu để mà lờn ren. Và một cái loại van mà dùng để mặt bích cố định lại những cái con bu lông á, thì nó cái van đó chịu áp lực rất là cao. Thì trên tay của Hùng đang cầm một cái van này là van 3 thân nha anh chị các bạn. Van này dùng để hàng trực tiếp đường ống vào cái lỗ này, lỗ van này. Thì đây là một cái loại van chất liệu bằng inox 304, bốn trụ bốn góc này. Bốn trụ bốn góc. Đó. Và cái vận hành của cái van này á, thì nó sẽ vận hành bởi một cái tay quạt gạt cơ như thế này đây. Đó. Cái này là gọi là van bi, khi chúng ta khóa thì chúng ta sẽ khóa cái van này lại này. Đó. Khóa 90 độ thì cái viên bi trong cái tay khóa này nó sẽ lắp cái lỗ van này lại, dù hoa nước hay hơi thì nó cũng sẽ không qua phía bên này được, sẽ ngắt cái đường ống anh chị các bạn. Thì cái loại hàng này á, hiện tại là công ty chúng tôi đang có phi 21 này, phi 27, phi 34, phi 42, phi 49, phi 60, phi 76, phi 90, phi 114 và phi 140. Chất liệu của nó bằng inox và van này là hàng trực tiếp nha anh chị các bạn. Rất mong quý anh chị và các bạn có nhu cầu, anh chị các bạn cứ liên hệ trực tiếp công ty chúng tôi qua số điện thoại 0915 886 916. Đây cũng là số Zalo, anh chị các bạn cứ gửi thông tin qua Zalo và nói rõ cho chúng tôi biết anh chị các bạn đang cần cái loại van 3 thân. Van 3 thân, van bi 3 thân, hàng trực tiếp, loại hàng chứ không phải loại ren. Và phi bao nhiêu, đường ống của anh chị các bạn phi bao nhiêu thì công ty chúng tôi sẽ gửi báo giá nhanh. Đồng thời những cái hàng này công ty chúng tôi luôn có sẵn và có thể ship hàng trong ngày cho quý anh chị và các bạn. Thông qua cái clip này anh chị các bạn đã nhìn thấy cái sản phẩm này rồi. Khi anh chị các bạn quyết định mua, anh chị các bạn cứ yên tâm, phân nhân chúng tôi sẽ báo giá đúng hàng và ship đúng loại hàng mà anh chị các bạn đã chốt sale. Rất mong quý anh chị các bạn tin tưởng và ủng hộ. Anh chị các bạn có thể đăng ký kênh để khi Hùng review những cái loại hàng khác, anh chị các bạn có thể nhận được những cái thông tin mới về những cái loại vật tư mà hiện tại là phân nhân đang bán. Mến chúc quý anh chị và các bạn sức khỏe, gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.